Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn nút chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì đây vẫn là sự kiện tìm đủ 4 con rồng, thu thập đủ 4 con rồng để tạo ra một con Freedom. Freedom thì dĩ nhiên là mình có rồi, và tiện cho anh em mình cho anh em xem lại cái con đấy luôn, cho đánh thử luôn vài trận đi. Ở đây thì chúng ta sẽ mình vừa lấy xong coin mà mình vẫn có thể lấy thêm coin đấy anh em ạ. Sáng nay thì mình đã cho anh em cái map rồi đấy, và nếu như anh em nào có cái phiên bản khác ấy thì có thể là vào cái hội mê game và truyện tranh. Cái hội mê game và truyện tranh là mình để ở phía dưới cái phần comment ấy, mình có ghim trên đầu anh em tham gia vào cái hội mê game truyện tranh ấy sẽ có cái bài ghim đầu tiên về tất cả thông tin của sự kiện, có bản đồ cho từng map một luôn, cho từng một thể loại, ví dụ như iOS này, bên PC này hoặc là Android này, tất cả có hết trong đấy nha anh em. Có phải vào đấy có xem. Rồi mình sẽ lấy coin đã, tính sau. Nào nào nào, ta sẽ lấy coin anh em ơi. Đấy. Bên này thì chúng ta sắp xong được một con à? Chúng ta sắp xong con Patriot. Patriot thì cứ để đấy đã, tính sau. Bên này thì sao? Bên này thì đang lai giống con gì đây? Hôm qua là like con này đúng không? Con đấy mình có rồi. Con Deja Vu mình có rồi. Con Core Dragon này thì mình cũng có rồi thì phải. Để xem nào, cho xem trong cái danh sách tất cả các loài rồng của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ cho tiếng nhỏ lại một tí á, nó hơi to quá. Chúng ta tìm tới đó chính là Core Dragon. Ôi trời, mình đang để cái Việt Key nên nó bị lỗi chữ anh em ạ. Đấy, Core Dragon thì mình có rồi anh em ạ. Có lẽ mình không cần phải like đâu. Ở đây thì sao? Ở đây thì có thể summon hoặc như thế nào đấy. Tiếp tục phía dưới này, Foxcoin. Ok, chúng ta sẽ vào trong cái này nha anh em. Là để tiếp tục đi lấy con chim. Bên này thì cái map của chúng ta sẽ là chạy thẳng sang. Chạy thẳng sang đến cuối cùng là không. Chạy thẳng sang từ cái ô xuống đâu nhờ, cái ô này đúng không? 1, 2, 3, 4. Cứ chạy sang đã, đủ 4 ô đã, ta sẽ có thêm một mảnh rồng nữa. Đấy, chính là con này đấy anh em ơi. Cho sẽ lấy luôn 150 này. Mảnh rồng thứ 2 trên 4 mảnh. Ấy chà chà, khá là căng ta. Bên này sẽ là một mảnh rồng nữa. Đúng ta, đúng chính xác. Sau cái hòm vàng này là sẽ là một mảnh rồng nha anh em. Chúng ta cố gắng hết sức để lấy cái này. Ok, có quét mới này cho chúng ta đây. Quét này nó sẽ liên quan tới cái gì đây? Vẫn sẽ là Gold Quest thôi. Gold Quest, không có cái quest gì mới cả. Chúng ta sẽ lựa chọn một con rồng để có thể lựa chọn đánh nhau bọn này à. Mình chọn theo cái độ hiếm. Thôi từ tiếp mình sẽ tìm sau. Mình sẽ tìm theo độ hiếm, đó chính là Heroic dĩ nhiên. Con Heroic yếu nhất, hỏa đế hắc ám của chúng ta, Malicious Dragon. Tấn công nó là anh em. Aerial Dragon, con rồng cá sấu này thì cá sấu 24.000 máu, chết luôn. Tiếp tục là sẽ là một con Pure Sea Dragon, vừa có hệ biển, hệ nước và vừa có hệ pure trong người, 12.000. Rutney Dragon nó sẽ là 6k9 à. Rồi ok, chúng ta sẽ đánh bằng chiêu chiến binh luôn. Let's go, lên một chiêu này anh em, 25.000 máu, rất tốt, rất khỏe. Mình sẽ lấy cái Fox Coin này anh em ơi. Ở bên này thì sẽ có Paladin, có Cerberus và có Spectre. Toàn con rồng đẹp thôi. Ở Paladin thì như mình không có đúng không? Paladin là một trong những con rồng khá là hiếm đấy, theo như cái thông tin ở trên mạng. Có vẻ như là khó, rất là khó để like con này. Và con này cần phải lấy trong cái sự kiện. Đã lâu lắm rồi mình không thấy Paladin đâu cả. Hầu hết là những cái sự kiện bây giờ nó sẽ cho những con rồng mới thôi. Rồng mới là tốt, những con rồng cũ gần như sẽ bị lãng quên. Thỉnh thoảng thì may ra nó mới cho vào trong trở lại một chút, nhưng mà hầu hết là không có nhiều người lấy lắm. Con Paladin này ngày xưa là một con rồng VIP phết đấy, đẹp. Thật ra nó không phải là VIP lắm nhưng mà nó đẹp, nó có hai hệ thôi. Bây giờ thì nó rất là yếu rồi. Dĩ nhiên 50 coin nữa này, thêm 50 coin xem nào. Có pack 15 game anh em ơi, xui vãi không có một op con legend nào luôn. Level 4 ở đây. Hello anh em. Cái online không ta? Chúng ta sẽ hình như có patch mới đúng không? Một cái patch liên quan tới cái sự kiện mới này là 15 game này.
nó sẽ có con gì đây? Nhìn trông khá đẹp ta. Con Spleen Full Dragon. Nó có một cái vòng như ở con rùa vậy ta. 15 game mà cái này mình mở đen lắm anh em ạ. Mình mở trước mở bao nhiêu lần đấy, không được luôn đấy. Cực kỳ đen luôn, tức là mình không nên chơi thử làm cái gì cả. Chúng ta lấy thêm coin được không? Bây giờ hết sạch coin rồi. Bây giờ thì quay trở lại phần Limit Battle để chiến đấu và kiếm thêm. Đó chính là 5 game nữa. Yes, hay lắm, là chúng ta lên được 37 game rồi. Cái này phải nâng nhà chặt bị thôi anh em. Cố gắng là tích cóp vào là chúng ta sẽ có thể có được. Yes. Ở đây thì Primer không giết được. Tối thì mình như không tăng công được đúng không? Chúng ta hết tăng công rồi. Hết sạch tăng công luôn rồi nha. Cái map này sẽ bỏ đi này. Để xem mình có bỏ cái gì nữa không cho đỡ lag ta. Ok. Được rồi đấy. Có vẻ như là đã ổn hơn khá nhiều rồi. Con này thì còn một con này nữa đúng không? Con này thì không vấn đề gì cả. Tấn công nào. 19.000 máu. Cho ai swap dragon sang con này luôn. Ok, chúng ta sẽ có Aurora này anh em. Let's go. Tiến lên. 4.700, rất khỏe. Để làm gì? Ok, mình sẽ dùng cái magma này luôn này. Con này có chiêu gì khắc chế không? Có chiêu lửa anh em ạ. Cho có chiêu lửa, thoải mái đi. Ra đây, sẽ có chiêu lửa đấy. Chết bên đi này, 46.000 máu. Arthur Dragon. Chúng ta kiếm thêm được khoảng 500. Ồ, vẫn có coin đấy. Vẫn sẽ có là 90 coin này. Hơi khá là tốt nhờ. Mình cứ tưởng là hết sạch coin rồi cơ. Nhưng ra vẫn còn một con Tiamat Dragon. Và chúng ta sẽ dùng Thunder. Thunder cộng 44.000, còn một chiêu nữa. Thunder anh em ơi. Thunder này 49k, rất khỏe. Winter Shoulder. Đấy. Fire. Lửa lên. Ồ, còn một tí máu nữa. Ui, còn tí máu nữa, chết này. Nó còn một con cuối cùng là nó sẽ chết rồi. Đáng lẽ nên để dành con này lại. Mình bị nhầm rồi. Nó rất khỏe. Con này đài có khi còn phải mất vàng, mất game cho nó mất. Không, có lẽ là không. Chúng ta vẫn có thể kết thúc được. Nhưng mà lại khó khăn hơn thôi. Để lại cái con My Block này thì là quá ngon này. Mày không để lại luôn. Có tay. Ok, chúng ta chiến thắng rồi. Và mình sẽ kiếm thêm được 90 coin nữa. Cái này sẽ là 5 game. Oh, yes. 1, 2, 3. 3 trận. Đánh luôn. Để ngày mai là chúng ta sẽ kiếm thêm game. Sáng ngày mai, chiều ngày mai thì mình kiếm thêm game được anh em ạ. Kiếm 5 game. Không tiêu xài cái gì cả. Và kiếm lên đủ 140 game. Để mở rộng khu đất. Chúng ta còn 2 khu đất nữa. Mở xong rồi thích mua cái gì thì mua. Thích làm gì thì làm. Mở hai khu đất tất tầm khoảng 280 game. Nhất là tầm 280 game. Với một khu đất ở trên kia mất tầm khoảng hơn 200.000 nữa. Là ok. Chúng ta sẽ có 3 khu đất mới. Cộng với đó là sẽ 70 game. Ok. Đánh cái này đã. Khá hay nhờ. Tương lai tươi sáng đã chờ đợi chúng ta đấy. Musa Kojiro ở trong Pokemon. Chúng tôi là đội hỏa tiễn. Ở đây thì sao? Chúng ta sẽ có băng giá. Băng à? Thì băng này, băng giá này 46.000. Tiếp tục. Chờ mình còn hai con này nữa đúng không? À không vấn đề gì. Ánh sáng, cho cần ánh sáng. Chúng ta sẽ có hệ pua đây. 27. Chết luôn không? Ui. Đam không được to cho lắm. Phải đam không được to cho lắm. Đây 45.000. Con Dragon. Ấy cha, 14.000. Con này là 48.000 à. Mình cứ đánh thêm một chiêu nữa. Còn Amukha Dragon. Con này nó dựa theo một cái phim, một cái game. Cái game gọi mang tên là Tekken này. Tekken là một cái game đối kháng cực kỳ nổi tiếng. Nhưng mà nó chỉ có trên hệ PS thôi. À hình như có bản phiên bản ở trên mobile thì phải. Có bản phiên bản trên mobile, đúng rồi. Có một phiên bản. Nếu anh em nào thích chơi thì mình có thể giới thiệu cho anh em trong cái chuyên mục là Top Game Hoài mỗi ngày. Có lẽ là mình cũng sẽ trở lại với cái chuyên mục đấy. Vì lâu lắm rồi không làm rồi. Wow. 40 à. Căng nhê. Căng phết đấy, đùa. 49.000 này, mình chỉ cần một chiêu để giết nó đã. Ê chà. Ghê phết, đừng đùa nha. Level 40. Mình không sử dụng những cái team mạnh nhất của mình là sấp mặt luôn đấy, không ăn thể ăn được luôn. 38.000. Tiếp theo sẽ là 72.000. Máu ở đây.
Rồi, mình sẽ tấn công theo theo kiểu gì đây? Con này thì nó sợ sấm sét và cho có cả hệ lá luôn. Mình còn Dracon, Dracon để cho này đúng không? Dracon thì nó sẽ hệ pua đầu tiên. Ok. Dracon thì chắc là 1-2 ngày nữa ta được sử dụng thôi. Sửa lại của Dracon. Level 30 chăng? Nào, chúng ta sẽ sử dụng chiều này. Chết luôn, hay thật. Dracon thì khỏe thật đấy nhưng mà không ăn thua. Đã xong này anh em, có ai online không ta? Thì như anh em mà đi ăn cơm hết rồi thì phải. Giờ này anh em đi ăn cơm thôi. Chứ không ai online cả. Tăng cơm thì không tăng được rồi, chắc chắn luôn, còn 15 tiếng. Có nghĩa là tương đương với sáng mai thì chúng ta mới tăng cơm được. Trong này thì nó sẽ chứa cái mảnh con này đúng không? Food và thêm một ít gold. Nó không đáng kể cho lắm. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong Legendary Bar. Chúng ta vẫn có thể chơi được ở đây. Mình mất con Kitsune đúng không? Mất Kitsune thì bây giờ Kitsune đã trở lại ở đây. 40. Wow. Millennium. Cần sấm sét. Reaper. Dragon. Ấy chà chà. Căng gớm nhờ. Không ăn được không? Cố nào. Thử xem nào. Cố đấm ăn xôi này anh em. Mình không biết là liệu rằng ta có ăn được không hay là mình sẽ chết ở đây. 51.000. Mình cần 2 chiêu thì mình giết được con Dracon này. Cũng may nó không có chiêu gì. What? Kinh khủng thật. Có lẽ là mình sẽ phải hy sinh rồi. Theo mình nghĩ sẽ phải hy sinh ở đây rồi. Nó khỏe lắm anh em ạ. Con này thì chúng ta cũng sẽ cần phải đánh con này luôn. Có lẽ là mình sẽ phải hy sinh một thành viên trong team rồi. Ôi trời, quả nhiên chết hết cơ. Rồi, sai lầm khi đánh nhau bọn này rồi anh em ơi. Đúng là sai lầm thật rồi. May quá chưa chết nhưng mà mình cũng gần đai. Chờ mình mất con ấy rồi. Căng nhề. Chúng ta không dùng được cái chiêu này. 24.000. Không ăn được rồi. Không ăn được rồi anh em ạ. 1.800. 24.000 là không thể. Ôi, nó mạnh thế nhở. Team level 40 đúng là xác định khi đánh nhau với cái team này. Đấy nên skip lên sang cái team kia. Chúng ta quá tự tin với sức mạnh của chúng ta rồi nhưng mà không ăn được. Để mất cái con giữa là chúng ta đã chết rồi. Thế giờ. Bây giờ còn có team 2 thôi, team dự phòng của chúng ta team này. Và không ăn nổi. Nó rất khỏe ở đây. 35 và 27 Crazy Dragon. Ăn bằng mắt, đố ăn được luôn đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn rồng này. Mình sẽ lựa chọn một số con rồng ở phía dưới này. Đây, Loyalty. Các kiểu đây, để skip qua liệu rằng là chúng ta có thể đánh được không ấy. Chúng ta không có team dự phòng. À, có nước Mỹ tự do anh em ơi. Tiếp vào test cho anh em xem luôn. Fighting này, nước Mỹ tự do từ xưa. Nhà từ xưa rồi, từ lâu lắm rồi đấy. Ok, 9.000. Ui, mình thì gần chết luôn kìa. Hy vọng sẽ gặp một cái team nó yếu yếu một chút. Nhưng có lẽ là không rồi. Tập gặp toàn team khỏe thôi. 29, 29 và 26. Không có rồi anh em ạ. Đến cái mức độ là 13.000 này thì sẽ không có team nào yếu nữa rồi. Mình sẽ để tạm một cái team này ra để nó thủ sẵn nha anh em. Nó khỏe quá. Ôi trời ơi, bên này hết rồng rồi. Really? Ok, lên này thì nó dùng tất cả Legend anh em ạ. Hết rồng. Cho hết rồng Legend nữa. Mình tưởng còn lắm rồng lắm mà. Đây mà. Đây. Đây vẫn còn mà. Sao lúc ấy không thấy nhỉ? Thì tích hiểu luôn. Rồi mình sẽ tạm thời dừng cái này ở đây. Và mình sẽ quay trở lại với con rồng nước Mỹ tự do của chúng ta. Chúng ta sẽ vào cái challenge này. Trong này thì mình sẽ đấu với một level 17. Hai thanh niên này mình đánh cho mỗi người gần 40 trận luôn như không chơi nữa thì phải. Chúng ta sẽ chơi kỹ sĩ băng à? Không được, kỹ sĩ băng cho đi học skill thôi. Chúng ta Heroic này. Hỏa đế hắc ám này, một con này. Oh. Chúng ta nước Mỹ tự do, nó là hệ gì ta? Nó không nhớ con đấy là con gì. Con Freedom à? Freedom đây, chúng ta tìm vào Freedom. Freedom. Đây, hệ ánh sáng đầu tiên nhá, hệ ánh sáng, hệ lửa hoặc là kim loại.
Rồi, chúng ta sẽ phải tìm được Legendary. Let's go. Cho anh em xem luôn. Đây đây, mình phải đánh được trận này, thoải mái đi. Rarity, Heroic. Xong rồi cho dòng cái đi học skill nha anh em. Một con nữa này. Chúng ta sẽ lựa chọn đó Rarity, hiếm này, Element. Đó là kim loại. Kim loại cũng được đây ơi, Freedom rồi, tìm được luôn anh em ạ. Nước Mỹ tự do, đẹp lắm, quay đánh đẹp. Thôi rồi luôn. Cái sự kiện lần này quá nhàn luôn, cho khi anh em vất vả để like ra mấy con này. Con này cũng rất là đẹp nhưng mà trong mình đã khó sẵn rồi, bó thầy. Đây, Freedom, đôi cánh của sự tự do. Đam của nó thì khá là yếu tại vì mình không học skill cho nó. Nhưng mà đủ giết này anh em ạ. Ấy, nó giống như kiểu con chó săn anh em. Cái đầu ấy rất giống đầu chó săn luôn. Tê Tsunami, nước luôn này, dậm xuống tạo ra một cái hiệu ứng chiêu thức Element Dragon, một chiêu nữa. Có chiêu khắc hệ mà không đánh này. Không sao nhưng mà đủ đam mà. Rồi ok thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Bye bye. À trước hết cho đi dòng học đã. Mình bảo cho dòng đi học thì mình phải cho đi chứ. Training này, chúng ta sẽ tìm tới con Heroic, dĩ nhiên là con kỵ sĩ băng, học chiêu ánh sáng thay bằng gươm ánh sáng này. Ok, đã có đủ rồi. Chúng ta sẽ gửi, tiếp tục gửi rồng đi, đã lâu lắm mà chúng ta không gửi rồng. Kiểu gì phải xây xong cái tòa tháp này anh em ạ. Còn hai mảnh nữa, 1, 2, 3, 4. Mấy con này bây giờ không cần dùng nữa nên mình cần mang cho đi luôn cũng được. Bên này cũng sẽ gửi rồng đi. Rip bui, cái này còn rất rất nhiều mảnh. 1, 2, 3. Con Saiti cũng được vào đây này anh em. Yes. Hello. Rồi thì mình sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em. Bye bye.